Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Margin ATM. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm trade Margin Crypto, Forex và Stock US. Mình là Huy và trong video ngày hôm nay ngày 22 tháng 4 thì chúng ta sẽ bàn về tình hình giá của Bitcoin ở thời điểm hiện tại với chủ đề là Bitcoin nó có theo sau giá dầu khi mà giá dầu nó rẻ đến như vậy là không. Và trước khi đi vào video thì Margin ATM tụi mình có một group Telegram nơi chia sẻ trao đổi kiến thức kinh nghiệm với nhau. Anh chị và các bạn nào quan tâm có thể scan cái mã QR code trên màn hình hoặc bấm vào đường link mình để cho phần mô tả để tham gia vào group nhé. Trong group thì ngoài mình với các admin khác ra thì còn có rất là nhiều anh em giỏi khác nữa, nên đây là cơ hội rất là tốt để anh em giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ha. Và quay lại video ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về tình hình của Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Và trước khi đi vào cái giá tình hình giá của Bitcoin, chúng ta sẽ đi sơ qua cái hợp đồng tương lai dầu thô nhẹ của tháng 5. Thì đã hôm qua là ngày đáo hạn của cái hợp đồng tương lai dầu thô, và cái những người họ mua cái hợp đồng này thì họ sợ đến ngày đáo hạn thì họ sợ cái giá của dầu thô nó sẽ giảm, cho nên họ bán tháo rất là mạnh, khiến cho giá của dầu thô nó giảm rất là mạnh. Nó giảm tặng là đây mình giảm hơn giảm 300% giá trị của nó. Nó rơi xuống mức âm là âm thấp nhất là âm 40 đô, và hiện tại nó đang phục hồi lên một chút rồi, giá hiện tại là 33 đô rồi. Ok, và chúng ta đi qua cái tình hình của Bitcoin thì Bitcoin nó có bị như vậy không. Thì đối với Bitcoin thì hôm qua nó cũng đâm một cây rất là mạnh với cái thân nến dài và bóng nến ngắn. Nó mở cửa ở mức giá là 7.100 và nó đóng cửa ở mức giá là 6.800, cho nên là nó cũng bị mất đi 300 giá của cái đồng Bitcoin này. Hôm qua Bitcoin nó đóng nến là một thanh nến Doji, chứng tỏ là lực lực bán và lực mua nó ngang bằng nhau và chưa có phe nào là thể hiện rõ cái sức mạnh của mình. Cho nên là hôm qua nó đóng thanh nến là một thanh nến Doji với râu nến trên và râu nến dưới là khá cân bằng và thân nến là ngắn. Ok. Và chúng ta sẽ kể cái xu hướng và xu hướng của cái đồng Bitcoin ở khung daily là vẫn là xu hướng giảm, bởi vì cái đỉnh dẫn đến cái đáy thấp nhất của Bitcoin ở khung daily nó vẫn chưa bị phá vỡ, và hiện tại nó đang ở trong cái giai đoạn lưng chừng và nó chưa theo cái xu hướng nào cả. Hiện tại thì mình sẽ chờ nó về cái vùng kháng cự phía trên nào và mình short xuống khi mà thấy setup production giảm giá đẹp, hoặc nếu nó break qua được cái vùng kháng cự này thì cái xu hướng của chúng ta sẽ chuyển sang xu hướng long lên theo cái cấu trúc tăng giá nó đang được hình thành. Đây là cái đỉnh, cái đáy dẫn lên cái đáy sau cao hơn cái đáy trước này, và cái đáy sau này nó cao hơn cái đáy trước này luôn, và ba đáy cao đáy sau hơn cao hơn đáy trước liên tục, và cái đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước này. Chúng ta có hai đỉnh rồi, và chúng ta có thể nghiêng về cái hướng là nó sẽ break qua được cái vùng kháng cự này và nó sẽ thành, nó lập được cái đỉnh đỉnh mới cao hơn ở đây, đỉnh sau cao hơn ở đây, và chúng ta sẽ xác nhận đó là xu hướng của Bitcoin nó chuyển xu hướng sang xu hướng tăng hơn. Nó chuyển xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, và chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ break qua được cái vùng kháng cự này, và chúng ta sẽ chờ nó full back về. Chúng ta sẽ long lên ngay tại đây, long lên ngay tại đây khi mà thấy setup production tăng giá đẹp hơn. Ok, và xu hướng của Bitcoin nó đang có cấu trúc tăng lên, cho nên là và cái nó có cấu trúc tăng, nhưng mà cái xu hướng của hiện tại của Bitcoin cùng daily thì nó vẫn là xu hướng giảm, cho nên là hiện tại chúng ta chỉ nên ngồi chờ quan sát tình hình hành động giá của Bitcoin ha, và chưa đi vào lệnh nha các anh chị. Ok, và cái ở khung H4 là chúng ta sẽ có một cái xu hướng tăng của Bitcoin nó vẫn chưa bị phá vỡ này. Xu hướng tăng của Bitcoin nó chưa bị phá vỡ thể hiện qua là cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất của nó vẫn chưa bị phá vỡ. Đây anh em có thể thấy đây là cái đỉnh cao nhất này của khung H4, và cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất này là cái đáy này nè, và cái đáy này nó vẫn chưa bị phá vỡ, bởi vì nó test lại và nó xuất hiện cái râu và xuất hiện setup
tăng giá đẹp cho nên là nó bùng lên lại rồi. Đây là một setup đẹp này, đây một thanh nến pin 3 đu dài và đây là một thanh nến pin 3 đẹp. Nó khiến giá của Bitcoin nó không thể chạm xuống dưới được hơn được nữa, mà chứng tỏ đây là có một cái ở dưới cái vùng hỗ trợ này có một lực mua lên rất là mạnh, khiến cho giá Bitcoin nó không thể xuống sâu hơn nữa, và nó cái lực mua đó nó đẩy giá Bitcoin nó đóng đánh là phía trên cái vùng hỗ trợ này và thành setup đẹp thì chúng ta sẽ long lên ngay tại đó. Ok, và hiện tại thì chúng ta ở không hấp đối với không hấp ấu thì chúng ta sẽ chờ nó về tiến hành nó test lại cái vùng hỗ trợ này, và chúng ta sẽ long lên khi mà thấy setup đẹp như các chị, và mục tiêu của chúng ta sẽ là cái vùng kháng cự phía trên này nè. Mục tiêu của chúng ta sẽ là cái vùng kháng cự phía trên này, và nếu nó break qua được thì chúng ta sẽ tiến hành nhồi thêm lệnh ha, và dời stop loss của lệnh cũ lại, dời stop loss của lệnh cũ lên cái entry của lệnh mới ha, để có một cái cú cú trade không rủi ro. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash. Bitcoin Cash thì cái kịch bản của nó vẫn không khác cái đồng Bitcoin. Khi mà ở không daily thì nó hôm qua nó đóng nến là một thanh nến là Doji cân bằng giữa cái lực mua và lực bán phía trên và phía dưới, và đó nó đóng nến là một thanh nến ngắn. Ok, và cái khung H4 của nó thì cái xu hướng tăng của nó vẫn chưa bị phá vỡ, bởi vì nó về nó test lại cái vùng này và nó xuất hiện cái pin 3 và nó tăng giá lên rất mạnh. Và hiện tại giá của cái đồng Bitcoin Cash này thì nó đang tiếp cận cái vùng hỗ trợ phía dưới này nè. Đây là cả cái vùng to này, bởi vì cái râu của cái nến trước này nó khá là dài. Cái râu của cái nến pin 3 này nó khá là dài, cho nên đây là cả cái vùng hỗ trợ của Bitcoin luôn. Bitcoin Cash. Ok, và đây nó đang hình thành cái nó đang nằm ở trong cái vùng hỗ trợ này, và nếu nó hình thành setup như là pin 3 hoặc là fake key tăng giá hoặc là IC3, chúng ta có thể vào long ngay tại đây. Chúng ta có thể nằm nhìn thấy là cái IC3 đồng nhau ngay tại đây rồi nè. Nên ở đây nếu anh chị trade theo hướng là trade theo cây IC3 này thì anh chị có thể đặt lệnh đó là long lên ngay tại cái khi mà giá của cái đỉnh của cái IC3 này nó bị phá vỡ. Chúng ta sẽ đặt một lệnh long lên ngay tại đây. Long lên tại đây, khi mà giá nó break qua lên phía trên này thì chúng ta sẽ bắt được một con sóng sóng tăng ha. Ok, tiếp theo là cái đồng Ethereum. Ethereum thì như hôm trước mình đã có phân tích thì Ethereum này thì nó di chuyển khá là khó chịu, và hôm qua thì nó đâm một cây nến rất là mạnh nè. Đây là cây nến rất là mạnh, nó đâm một phát từ giá là 179 xuống giá 167, và cái lực volume bán của nó rất khá là cao, và cái thân nến thì qua thân nến dài và bóng nến phía trên phía dưới rất là ngắn. Hôm qua thì và hiện tại thì cái đồng Ethereum này thì nó chưa nó để mình kể ra cái vùng hỗ trợ để biết nó chưa nó phá hay vừa chưa cái vùng mà ok cái định dạng này, cái thấp nhất của nó vẫn chưa bị phá thôi cái gì, nó đang tiệm cận lại thôi mà nó chưa bị phá, nó chưa break qua được. Với cái một lượng volume lớn như thế này mà nó đóng nén phía dưới là một chút thì cái vùng hỗ trợ này nó sẽ bị phá, và chúng ta sẽ chuyển sang phương hướng short Ethereum ở cái 0H4 thôi. Và hiện tại thì Ethereum này thì nó đi khá khó chịu và nó đi dao động ít hơn Bitcoin và Bitcoin Cash rất là nhiều, và hiện tại thì chúng ta sẽ vẫn chờ chờ đồng Bitcoin đồng Ethereum nữa ha, chưa có kè cho Ethereum này. Ok, tiếp theo là cái đồng Litecoin. Litecoin thì hiện tại thì chúng ta sẽ kể ra cái đáy nhận cái đỉnh cao nhất đây, và hiện tại thì nó vẫn chưa tiệm cận với cái vùng này, cái vùng hỗ trợ phía dưới này, và chúng ta chưa có kèo long lên ngay tại đây. Và cái xu hướng của cái Litecoin ở trong 0H4 và là xu hướng tăng như cái gì, bởi vì cái đáy và cái đỉnh cao nhất này nó vẫn chưa bị phá vỡ, và ở đây thì nó sau khi nó hình thành setup pin 3 tăng giá thì nó tăng này rất là mạnh, và hiện tại nó đã hồi xuống, nó pull back lại nó test lại cái vùng hỗ trợ phía dưới này, và chúng ta sẽ chờ chờ cái setup đẹp nha, cái vùng hỗ trợ phía dưới này chúng ta sẽ long lên mua vào ha. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay ngày 22 tháng 4 đến đây là kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì đối với anh em chưa tham gia vào group Margin ATM
thì có thể tham gia bằng cách scan cái mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram bằng cách search icon Merging ATM để tham gia nhé. Nếu anh em đã có tài khoản thì thoải mái tham gia group để nhận signal free. Anh em có thể ủng hộ team mình bằng cách đăng ký tài khoản của sàn SnapX, Binbo hoặc Let Me Trade theo link giới thiệu của team mình. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả và team mình sẽ lấy đó làm động lực để mời thêm nhiều các pro trader về team phục vụ cho mục tiêu chung của anh em, đó là đạt lợi nhuận. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình.